Dạ là ở đây nè. Từ từ đừng dành. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô nghe em ơi đang khóc nào lớn. Ngồi xuống lấy hết đồ ra, ngồi xuống kiểm tra sắp lại nhắc lại cho các em biết rồi. Đúng rồi. Ngày tháng gì đi. Tụi con ở đây ngồi. Cái gì cái em? À mới có mấy em mà. Còn mấy chục em còn đông lắm trong kia. Dạ rồi, chị cầm chị quay tiếp luôn mà. Dạ rồi, xin công chứng gửi cho tư và công ty từ trước đã cũng xuống lấy mấy anh chụp hình chưa? Dạ, tao chụp hết cắt rồi. Ồ, đẹp đẽ. Mình chỗ hai cái cửa sổ phải không? Dạ. Trời, đồ mới không? Nghe mùi gỗ mới luôn. À, kho dọn đi đâu hết rồi bé? Dạ, kho dọn ra ngoài kia. Rồi. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sáu cái bàn học, 12 người. Sáu bàn học là thay phiên nhau ngồi học. Sao ngồi đủ? Đủ, tại vì có em không học nữa. Người ngồi, người nằm. Một giường hai em? Không. Một giường, một bạn, 1, 2, 3, 4, 5 giường. 5 giường với 2 cái giường tầng. Là 9 người hả? 12 người, nhưng mà có em nhỏ. Ok. Còn dột không? Cái này là 13 triệu, đây là 1 tấn gạo. 1 tấn gạo này thì gửi lại cho đại lý ha. Dạ. Rồi, 1 tấn gạo của mình chở đến hồi nào ạ? Dạ, hồi nãy mới chở. Dạ. 1 tấn gạo. Còn cái này là sơn. Vĩnh Sơn. 3.9 một thông ạ? Dạ. Rồi, 3.9. Cái hóa đơn này ngày hôm nào ạ? Hai hóa sơn. Hóa đơn này lúc sơn cái nhà đó, quét nhà sơn với sơn. Dạ, phòng của mấy gái. Dạ, cái này em. 1935. Rồi, hai hóa đơn sơn này ở gần đây không sư? Dạ, ông ở cũng gần đây chứ không sơn. Dạ, dạ, dạ rồi, ta hỏi thôi ạ. Rồi, cái hóa đơn này là hóa đơn về tôn với sắt ạ? Tôn với sắt. Rồi, mình nợ lại của cửa hàng Duy Binh. Chị Vinh 12.040 4 tháng 11. Rồi, có một bao thư ở đây. Rồi, cái này của em Nguyễn Tấn Trung.
Dung hỗ trợ mình thanh toán cái hóa đơn của mất yêu cái tên rồi ạ. À? Cái này từ cửa hàng gì à, sư? Cấp mất cái tên. Thất à, Lan Thông. Nội thất Lan Thông. Hai cái đó đó. Mua bàn thì 6.450.000. Rồi nợ ngày 7 tháng 11 một cái bàn, một cái hóa đơn bàn, bàn học, một cái hóa đơn tủ quần áo. Tủ quần áo hồi nãy có quay bên trong rồi. 6 tháng 11 tới 7 tháng 11 3.150.000 với 6.450.000 Cô Nguyễn Tấn Trung, Nguyễn Tấn Trung gửi 2 bao rồi, ok. 2 bao này là tủ. Rồi, 3 bao này là nhiều nhất nhà. 3 bao này là của bên vật liệu xây dựng. Là của cái nhà vệ sinh còn lại phải không sư? Dạ, của vệ sinh còn lại. Vệ sinh còn lại của Tân Minh lần trước có xuống rồi. 28 tháng 8, 16.546, 21.680. 10 tháng 9, 28 tháng 8, 10 tháng 9 nợ từ tháng 8 đến giờ. Bây giờ là tháng 11 và cuối tháng 11 rồi. Tháng 9, 23 tháng 9. Rồi tổng cộng là 3 cái hóa đơn. 3 cái hóa đơn là cho 3 cái bao thư. Rồi bây giờ sư cho một người theo. Sư cho một người theo thì cần đến đây thanh toán mấy cái này. Có cái nào mà nói chung một đường phải không sư ạ? Dạ. Cái này thì sơn ở gần đây. À sơn gần đây. Dạ. Còn cái này thì ở trên cao ba bên kia. À mua tôn về lại này luôn. Rồi. Rồi à, giờ cho anh em đi theo đi từng cái đi. Dạ. Có cách mấy này cách đây của mình vài cây à. Tiền ở đây đợi nãy giờ mà bà chủ đi vắng rồi không có ai giao lại được hết. Thầy toàn ghé cửa hàng vật liệu mà không có chị Thanh và không ai nhận được hết. Nên chị Thanh nhắn lại là chị Thanh nhắn lại là gửi lại cho sư thanh toán 3 cái hóa đơn này 4.080, 21.680 và 16.540. 3 hóa đơn vật liệu xây dựng. Rồi thành gửi lại sư 3 hóa đơn này, nhờ sư thanh toán lại với chị Thanh. Đây 3 hóa đơn 4080, 16.540 và 21.680. Mình nợ từ tháng 8 và tháng 9. Khoan gom chưa? Chị ơi, chị Trân, em mượn một chị. Em mượn một chị đến tiền. Em mượn một chị đến tiền. Cái cọc này là 21.6, chị chia ra 5 triệu để sư dễ kiểm lại ạ. À. Gửi lại sư ba hóa đơn ha. Rồi ba hóa đơn này là gửi lại ba hóa đơn này là thanh toán cho vật liệu xây dựng. Ba hóa đơn là chị Thanh nó không có ở cửa hàng. Dạ. Trả hết tiền nợ vật liệu xây dựng. Dạ. Trả hết tiền nợ vật liệu
xây dựng. Dạ rồi. Rồi sư kiểm tra lại cái này con. Dạ. Rồi sư kiểm tra giùm con cái này. Con đếm nha đó. Rồi rồi đúng rồi. Đi đếm đủ rồi. Cái này là 16546. Chị đếm đủ em đủ. Rồi, coi như là ba cái hóa đơn của vật liệu xây dựng là kết thúc nha. Okay. Rồi, cái này là cái của sắt. Cái sắt thì cái chị nấu ăn chở đi theo đó là không biết chỗ. Rồi, cái này gửi đại sư, sắt này là từ vật liệu xây dựng khác chở đến không ạ? Dạ. Nợ sắt tôn. Tôn trả hết nợ sắt tôn chứ không phải là trả hết nợ tình. 12.040. Dạ 12.040.000. Rồi. Hai cái hóa đơn bàn tủ. Dạ được, cái này khỏi sư, cái này khỏi sư. Cái này một cái 6.450 và 3.150. Rồi kiểm tra giùm tình luôn cái này. Hai bao này như của em Trung á. Dạ, đáng ra đông lắm nhưng mà bận hết rồi. Dạ. Dạ rồi, sư dọn bớt thôi chứ nhiều quá ăn không hết nè. Dạ. Năm, sáu, bảy, tám. Tám cái nhà về phòng vệ sinh. Sáu cái bồn chữ đứng. 2 cái lavabo, 6 cái lavabo. Dạ thuốc khẩu trang. Đây ạ. Khẩu trang rồi thuốc. Còn một cái thuốc. Một cái bịch thuốc nữa. Một bịch thuốc nữa. Nãy để đâu đây luôn chung luôn. Lạc đâu bịch thuốc rồi ạ? Đây một bột, một bịch gấu bông. Gạo này là bao nhiêu gạo ạ? Một tấn đó. À, một tấn gạo. Một tấn gạo.
này là khoảng 80 bộ đồ. 80 bộ đồ. Một bịch đồ cũ, cái này là một bịch đồ cũ của công của công ty ESU2. Bịch đồ cũ. Bánh kẹo của em. Dạ, và bánh kẹo của anh Trấn. Một tấn gạo. Còn một cái hộp, còn một cái hộp nữa. Thùng đó thùng không hả? Thùng đồ chơi, thùng đồ chơi. Bị tẩu tán đồ chơi rồi. Thôi con chơi đi, con chơi đi, con chơi đi, con chơi đi. Ủa có con này luôn hả? Trời, cái này là sót rồi. Cái này là đưa sót rồi. Chú lấy lại này nha. Lấy lại ha. Ở đó nó mới vô nó có chút béo mà. Thôi dạ được rồi, dạ dạ dạ. Một tô. Ăn nhiêu cũng được hả? Có ăn một thao này không? Ăn mình ăn giỏi quá à. Đâu con? Dạ. Con nói gì? Dạ. Chú nhà thầy về sẽ thăm con ăn có không nha. Dạ dạ. Con đẩy nha. Dạ dạ. Cảm ơn sư. Con đi cứ đẩy. Con lại cho mấy con. Bờ ra mày cố hai được thôi, ngoài được không ạ? Nhẹ thôi, bạo lực với em quá. Nhẹ nhẹ. Cô chừng chạy xe. Thank you.